Today High End Equipment Instructions, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế High End của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Rồi, xin chào các bạn đến với những bài tập trâu bò nhất trên cái máy Professional 9000, giá tiền 470 triệu. Duy dành hơi sức của mình nãy giờ đó để tập những bài này, mà bây giờ là chơi full gear nha mấy bạn, chơi full gear mới chơi được thôi chứ không căng lắm. Đầu tiên chúng ta đến với cái station này. Cái tay sành này là tập xô nè, có cây này là tập xô thôi. Đầu tiên chỉnh cái này cho nó phù hợp với người mình đó, thoải mái chưa? Bài này khó tập lắm nha, không khởi động thôi, nhẹ nhàng cầm ở vị trí nú. Khởi động thôi, chưa ghê. Đó, nhẹ nhàng. Ở BBT á, là chỗ nào có cái máy này hết á. Cái máy này để nổ, đúng không? Để nổ cho người ta thấy cái sự máu lửa của mình. Và là một trong những cái máy để chạy đua vũ trang. Hôm nay bạn tưởng đâu CT 800 mắc nhất đúng không? CT 8 á, 400 triệu đồ nổ ghê lắm rồi đúng không? Giờ nổ máy này xỉn luôn. Cái máy này Duy có nổ một lần rồi, nhưng mà Duy nổ bên quận Bình Tân là không có đúng. Tại lúc đó là Duy bỏ cái module này ra, Duy tính có cây giữa không à. Nên nó rẻ, chúng ta gắn hai cái module này vô mắt kinh luôn á. Nên các bạn xem video của Duy á, là ngoài cái kỹ thuật tập luyện động tác này nọ kia, bạn còn hiểu được trong cái ngành mà gọi là ngành thể hình mình á, nó có những cái gì nó, và nó phát triển ra làm sao. Cái điều đó là cái điều quan trọng, nó tăng kiến thức cho bạn nhiều lắm á. Nhiều khi vừa giỡn giỡn này thôi chứ cả một bầu trời tri thức. Như vậy là mới thấm thấm rồi đó. Mới thấm thấm rồi nha các bạn. Rồi bây giờ bạn sẽ thấy Duy cầm hẹp hẹp vô một tí này, tập như thích. Duy là cha đẻ của mắt OT mà, nên cầm hẹp hẹp vô. Rồi cứ full cây đi. Cái này các bạn để ý cái gì? Các bạn để ý cái thần thái của Duy lúc phát lực, các bạn để ý cái độ nghiêng người của Duy. Đó, để ý hai đó nha. Chứ không bạn nói ngày tập sai nghe nó quen quen, nghe nó giống như huyền thoại luôn á. Bây giờ Duy tập game, Duy quay video cho các bạn này nọ, giờ cũng lâu lâu cũng thằng vô là tập bậy, tập sai nữa. 10 năm nay nghe câu đó rồi đó. Cứ vậy hoài, không có câu nào comment mới mới. Wow. Trời, thấy chán rồi đó nha. Không lại chơi vậy ta. Này nó 300 bao dám gần video lên được luôn á. Hí. Bây giờ chúng ta sẽ chơi nhấp nhấp đại pháp để pump cơ. Cái này là Duy nói riêng nha các bạn, để pump cơ chứ không phải để tập full răng nha. Bài này không full răng được, các bạn không được full răng bài này. Tôi nói thầy không được full răng bài này nha các bạn, chết người đó nha. Tôi quanh lên là lần cuối không được full răng bài này. Bài này pump thôi, nhấp nhấp để pump.
có dùng để khởi động hoặc là để kết thúc hoặc gì đó. Tạ vừa và nhẹ thôi, hiểu chưa? Nè, răng trên là hết nhưng mà răng dưới là hết. Wow. Rồi trên cái máy này chúng ta sẽ thực hiện V3 pull down. Ở động tác này bạn nhìn cái người của Duy nó ngã tập 150 bao thôi. Đó. Bởi vì đây cái máy này nó nhiều công dụng, nhiều tính năng và có những cái bài tập rất là tuyệt vời. Ok. Không. Không có ua kìa, nhìn tạ chưa chạm kìa. Căng nhức nách luôn. Kết thúc máy này. Đó là những bài tập các bạn có thể trải nghiệm trên một cái station của máy thôi. Nó còn nhiều cái station khác. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái station Static Cable Row. Vô ngồi vị trí bình thường, chân để thẳng ra, để vậy là ok rồi. Bài này một trong bài rất khó. Lên tạ. Rồi khi mà chúng ta tập nặng xíu là chúng ta cần phải quấn dây kéo lưng vô. Nó thiếu một cái phụ kiện ở đai lưng, chút gì sẽ đeo. Kịch hay phải chờ cuối cùng nha các bạn. Kịch hay phải chờ cuối cùng. Thì trên tay của Duy là vẫn là một cái thiết bị rất là quyền lực trong giới gym đẳng cấp. Đó là Handle Truck, Truck Handle Sport. Dành cho phát cuối mới chơi. Trong quá trình sử dụng thấy cái cặp này nó rất là tiện. Và nó cũng xịn sò nữa. Hồi xưa là bạn chơi cái cây mà nó cũng là V3 đó, bạn hiểu không? Nhưng mà nó dạng là cái cây sắt nó hàng lại á. Cái này chỉ khó nhớ đi, thằng Media nào nó minh họa lại cũng được, nó giờ Duy bỏ rồi. Bỏ cây đó rồi, lỗi thời. Cây đó giờ tàu chơi với ai chơi nữa. Đó. Bây giờ qua cái cặp này. Hồi xưa nó có một cái giống vậy nữa. Nó cũng bằng sắt nó hàng rồi luôn. Đó, đầu dày nó khoanh cái vòng tròn vậy gắn cái lỗ vô, nhớ chưa? Đó ha. Bởi vậy cái đẳng cấp phải chơi tới cây đẳng cấp. Cái này nè, nó xoay được. Nó xoay được nha các bạn. Nè, là vậy nè, tập vô giật giày, nó xoay giày một cái biên độ như nè. Đó là sự lợi hại của Truck Handle. Nó Truck Handle Sport. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Và hãy đến với THL Gym các chi nhánh để tận dụng, tận hưởng, trải nghiệm cái máy tập Pro Functional BBMS 9000. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run.
400 triệu. Và đây là chiếc máy mất tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Forex hai em hấp rắc đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.